ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, xã Xuân Viên tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9. Đại hội quy tụ gần 300 vận động viên của 7 thôn trong toàn xã tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu, gồm bóng chuyền hơi nam nữ, hội người cao tuổi, kéo co nam nữ, bóng đá thiếu niên, bóng chuyền nam nông dân, bóng chuyền nữ. Thông qua đại hội lần này, Xuân Viên sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện sắp tới.